Quý anh chị đang xem trên kênh của em ha, thì hiện tại bây giờ em đang có mặt ở Dinh Độc Lập ha tất cả cô chú anh chị ha. Thì hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 ha, ngày giải phóng miền Nam của mình ha. Mời tất cả cô chú anh chị tiếp bước với em, mình sẽ tham quan ở Dinh Độc Lập ha tất cả cô chú anh chị ha. Đây là quán nước nè, ngay trường học Hòa Bình ha, để gửi nước ở để gửi xe. Đó, đây là cái quán của chị nè, ở trước trường học Hòa Bình, nhỏ nhỏ vậy nhưng mà rất là đông du khách đó, tất cả của chú chị ha. Đó, đây là trường Hòa Bình đó, tất cả của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị, đây là trước không phiên của Dinh Độc Lập đó, tất cả của chú anh chị. Hôm nay là ngày lễ rất là nhộn nhịp luôn ha, đặc biệt là có đoàn đua xe đạp sẽ về đích tại Dinh Độc Lập của mình luôn. Quá nhộn nhịp luôn á tất cả cô chú anh chị. Ôi ôi, quá đông vui luôn á tất cả cô chú anh chị. Vậy à, cô chú anh chị nè, đây nè, ngồi dọc theo phía công viên ha, có dù che bạc nữa luôn. Quá đẹp luôn. Khách nước ngoài rất là đông luôn á tất cả cô chú anh chị. Đó, toàn hoàn cảnh đó, tất cả các chú anh chị. Vì là ngày hôm nay là ngày lễ ha, là cũng là ngày đặc biệt là có đoàn đua xe đạp của mình luôn ha. Ôi ôi, quá đông vui luôn, khách nước ngoài nườm nượp luôn á tất cả các chú anh chị ơi. Cô chú anh chị đến đây là selfie nè, rất là nhiều nè. Đó, thì đây là em đang ở trước công viên Dinh Độc Lập tất cả cô chú anh chị, chuẩn bị mình sẽ quay đoàn đua về nha. Ở đây là chỗ mà giao dàn giải đồ đoàn đua xe đạp tất cả cô chú anh chị. Đó, xe để mình đi tham quan rồi tất cả cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Đây là đường chính vào Dinh Độc Lập và tất cả cô chú anh chị. Vì hôm nay là có đoàn đua xe đạp ha, có đài truyền hình luôn ha. Đó, cô chú anh chị, đây là đường thẳng vào Dinh Độc Lập nè. Đó, cô chú anh chị, xa xa là Dinh Độc Lập nha. Tí nữa mình sẽ vào tham quan Dinh Độc Lập ha. Bây giờ mình sẽ đi dạo vòng trước công viên Dinh Độc Lập ha, để nghênh đón đoàn đua nha tất cả cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị, thì em mới vừa hỏi thăm ha, là đoàn đua xe đạp mình vừa mới tới Tiền Giang tất cả cô chú anh chị. Đó, thì đây là cái màn hình đó tất cả cô chú anh chị, màn hình truyền tải ha, đoàn đua mình đi tới đâu rồi đó. Thì hiện tại bây giờ là đoàn đua của mình là đang tới Tiền Giang tất cả cô chú anh chị. Đó, đây là người dân đang chờ đợi đoàn đua về nè, tại ở trước công viên Dinh Độc Lập và tất cả cô chú anh chị. Ở trong đoàn đông thì sau khi chỉ có thấy đã có tốc độ của này. Đó cô chú anh chị, đây là màn hình để xem diễn biến rồi đoàn đua mình đi tới đâu ha. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình vào Dinh Độc Lập để tham quan và được xem được đoàn đua luôn á tất cả cô chú anh chị, là quá tuyệt vời luôn. Thấy những ảnh có những lời trao đổi thân thể giữa cái đường đó người ta chạy với thành phố Hồ Chí Minh. Ở giờ hiện tại trên đoạn đường chính của Dinh Độc Lập rất là đông luôn á tất cả cô chú anh chị ha. Đó, đây là cái chữ về đích nè tất cả của chú anh chị, quá trời đông luôn.
Đó, giờ hiện tại bây giờ trước công viên Dinh Độc Lập rất là đông luôn hết tất cả cô chú chị ha. Vì đặc biệt hôm nay là có đồng đua xe đạp nha. Quá đông luôn. Đó, đây là dòng cua ngã tư tất cả cô chú anh chị. Vì bữa nay là ngày 30 tháng 4 ha, còn ngày mai là ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động á. À, dọc đường luôn tất cả cô chú anh chị. Quá đông luôn. Bữa nay là một ngày tuyệt vời luôn tất cả cô chú anh chị. Được đi chơi lễ ở Dinh Độc Lập và được xem được đồng đu luôn ha. Tuyệt vời luôn, được đi chơi lễ và được xem đồ đua luôn đó tất cả cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ đồ đua mình là tới Tiền Giang rồi, tí chút nữa là đồ đua mình sẽ về đích tại cổng Dinh Độc Lập của mình ha. Hôm nay là ngày tuyệt vời luôn, được đi chơi lễ thì ngày lễ 30 tháng 4 và tháng 5. Em cũng chúc tất cả cô chú anh chị vui vẻ sức khỏe nha, bye bye. Đó, đây là tất cả anh chị là đang háo hức chờ đồng đua tất cả cô chú anh chị. Giờ là quá đông luôn. Đó, đây là giây phút tuyệt vời mà cô chú anh chị đang ngồi chờ đợi đồng đua của mình trở về tất cả cô chú anh chị. Hôm nay là quá đông vui luôn. Đồng đua vừa diễu hành đó tất cả cô chú anh chị. Hôm nay là ngày quá đông vui luôn á tất cả cô chú anh chị ơi. Đó cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Ôi, rực rỡ luôn. Màu cờ Việt Nam mình tung bay tại Dinh Độc Lập, quá đẹp luôn nè. Đông vô cô chú anh chị. Không phiên Dinh Độc Lập rất là đẹp luôn, rất là rộng luôn á tất cả cô chú anh chị ha. Ngày cuối tuần hay hoặc ngày lễ mình ra đây là lý tưởng luôn. Gặp trong những cái tháng nắng nóng là tất cả cô chú anh chị. Cây xanh rất là mát mẻ luôn. Quá trời đông luôn á tất cả cô chú anh chị ơi. Bữa nay là ngày tuyệt vời, ngày lễ mà mình trở về Dinh Độc Lập nữa là còn gì nữa, quá tuyệt vời luôn.
cổ động viên đồ đài truyền hình đồ á, quá trời đông luôn. Hôm nay em cũng sẽ quay toàn công viên Dinh Độc Lập cho tất cả cô chú anh chị xem luôn. Quá lý tưởng luôn ha tất cả cô chú anh chị ha. Chụp hình selfie luôn, cảnh đẹp luôn á tất cả cô chú anh chị. Mấy anh trai nè, ngồi selfie đâu. Cảnh đẹp luôn cả nhà. Thì em cũng đang háo hức chờ đoàn đua về, em quay cho tất cả cô chú anh chị xem rồi em sẽ kết thúc clip. Rồi em sẽ vào Dinh Độc Lập nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Ở đây đoàn đua chuẩn bị về ha tất cả cô chú anh chị ha. Có cô chú anh chị xe này để mình mua vé mình đi tham quan gì phố đi bộ Nguyễn Huệ đâu ha. Hôm nay là trước công viên Dinh Độc Lập của mình rất là vui luôn, vì hôm nay là có đoàn đua xe đạp về luôn á tất cả cô chú anh chị ha. Giờ mọi người đang chào đón đoàn đua về rất là háo hức luôn nè. Giờ hiện tại bây giờ ha, ở trước công viên Dinh Độc Lập càng ngày càng đông hết tất cả cô chú anh chị ha. Ôi, ra ngoài đi, đừng tập trung nước. Quá trời đông luôn tất cả cô chú anh chị. Đi đây. Anh chị ơi nè. Giờ thì cô chú anh chị đang chờ đợi đoàn đua. Ôi ôi, ngay hiện tại bây giờ ngay từ góc hoạt động luôn tất cả cô chú anh chị. Bây giờ cô chú anh chị đang đợi đoàn đua tất cả cô chú anh chị. Quá trời đông luôn tất cả cô chú anh chị. Không. Giờ hiện tại bây giờ không khí ở đây rất là nhộn nhịp luôn nha. Hôm nay là quá nhộn nhịp luôn. Nhộn nhịp luôn tất cả cô chú anh chị. Đó, đây là em đã tiến tới cổng Dinh Độc Lập và tất cả cô chú anh chị. Cổng Dinh Độc Lập và đây là công viên Dinh Độc Lập ha, rất là lớn luôn. Vậy hiện tại trước đoạn đường Dinh Độc Lập rất là nhộn nhịp luôn ha tất cả cô chú anh chị ha. Nhiều cô chú anh chị đang trở về để chuẩn bị đón đoàn đua về đích. Đó thì xa xa là cô chú anh chị thấy Dinh Độc Lập nha. Cảnh rất là lý tưởng luôn ha tất cả cô chú anh chị ha. Quá trời nhiều cây xanh luôn nè. Trong những ngày mà nóng nực như vậy là thứ bảy là chủ nhật mà mình ra đây là quá tuyệt vời luôn. Đó cô chú anh chị, đây là công viên Dinh Độc Lập nha. Rất là nhiều du khách nước ngoài luôn á cô chú anh chị. Bây giờ lực lượng chức năng đang đi dẹt đường tất cả cô chú anh chị. Đi
tại bây giờ trước Vĩnh, trước cổng Dinh Độc Lập của mình rất là đông luôn. Thì trong lúc chờ đợi đoàn đua về đích thì em cũng sẽ đi bao bọc khu công viên Dinh Độc Lập, em quay cho tất cả cô chú anh chị xem trong những ngày náo nhiệt này ha. Nhất là hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 nha, thì ngày mai là ngày 1 tháng 5 của mình đó tất cả cô chú anh chị, là ngày quốc tế lao động ha. Các sư thầy, Mô Phật. Đây là phòng vé di tích lịch sử Dinh Độc Lập với tất cả cô chú anh chị. Tí nữa em sẽ vào đây em mua vé ha. Bây giờ hiện tại bây giờ các anh chị hôm nay là dẫn con em của mình nè, nó đến Dinh Độc Lập để tham quan nè. Giờ xếp hàng mua vé tất cả cô chú anh chị. Để em quay hết cái cuộc đua xe đạp này rồi em sẽ vào Dinh Độc Lập để chia sẻ trong những ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 cho tất cả cô chú anh chị xem về phía Dinh Độc Lập nha. Rồi xếp hàng là cô chú anh chị, xếp hàng mua vé vào Dinh Độc Lập nha. Đó cô chú anh chị, ở đây là phía bên trong Dinh Độc Lập nha. Đó đây là cô chú anh chị, đây là cổng lối vào Dinh Độc Lập ha, cổng quyền hội luôn á tất cả cô chú anh chị. Cổng quyền hội tất cả cô chú anh chị, đây là phía mặt trước Dinh Độc Lập nha. Hôm nay là ngày nhộn nhịp luôn đó cô chú anh chị, xe tham quan đó à. Hôm nay là ngày nhộn nhịp trước cổng Dinh Độc Lập với tất cả cô chú anh chị ha. Tí nữa sẽ có đoàn đua nha, chuẩn bị về tất cả cô chú anh chị. Tí em cũng sẽ đứng cái đoạn đường này, em quay cận cảnh đoàn đua xe đạp về cho tất cả cô chú anh chị xem. Hôm nay là trước cổng Dinh Độc Lập của mình quá náo nhiệt, nhộn nhịp luôn á tất cả cô chú anh chị, quá đông vui luôn nè. Đây là phóng viên đài truyền hình cho tất cả các chú anh chị. Phóng viên đài truyền hình HTV. Mình trong không có đồng tiền công nghiệp. Quá nhộn nhịp luôn hết tất cả các chú anh chị. Và mọi người đang tập trung về phía mặt trước để chuẩn bị mình chào đón đoàn đua nè. Quá đông luôn. Giờ mà chen lắm mà đi ở tất cả cô chú anh chị. Thấy xe máy không?
khủng luôn rồi tất cả cô chú chị ơi, cả hàng ngàn hàng vạn người luôn. Bỏ chặn vì cũng đua xe đạp mình một năm có một lần nha. Giờ không có đường nào để đứng quay hết, và em cũng phải kiếm một cái góc nào em đứng chết một chỗ để quay đường đua cho cô chú anh chị xem. Quá đông luôn cô chú anh chị ơi. Giờ quá đông luôn. Wow. Đó thì đoàn đua xe đạp đang chuẩn bị tiến vào tất cả cô chú chị. Giờ tất cả mọi người đang tập trung về phía đường, rất là đông luôn. Đoàn đua đã về hết tất cả cô chú chị ha. Còn đôi chuẩn bị về hết tất cả các chú chị. Rồi xe về, xe chuẩn bị về tất cả các chú chị. Đứng trong đây còn mẹ ép con à, cô chú anh chị đầu dẫn đầu về trước nha. Mua tô về trước tất cả cô chú anh chị. Không không dễ đó, dễ kết thúc rồi đó, đất về. Nguyễn Minh Thêm là bảo bạn kia là vô tới rồi. Quay đi. Chúc mừng. Bộ đồng viên em phải luôn. Di chuyển về đây luôn.
thành phố họ. Wow. Hết rồi đó. Nấu phải à, chào cô chú anh chị ơi. Hết rồi đó. Hết rồi đó. Hết rồi. Con tốt à, chứ không làm chưa về. Không làm chưa về đúng không? Phóng viên đài truyền hình HTC nha. Bắt trên áp luôn. Bắt trên áp là đội quá trời luôn, giữa trời trưa nắng là tất cả của các anh chị. Ôi quá đông luôn à, tràn ra đường luôn. Ôi quá đông luôn à tất cả của chú anh chị. Đó, giờ giữa trời trưa nắng nè. Còn đua xe đạp đã về rồi ha. Em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Quá nào. Đây là trước cổng Dinh Độc Lập nha. Nước ngoài luôn là cô chú anh chị. Quá đông mà cô chú anh chị ơi, trời nắng mà cô chú anh chị đang tràn xuống đường quá trời đông luôn ha. Ở đây là đường thẳng về Điện Biên Phủ nè. Rồi đứng giữa đường selfie luôn. Quá nhộn nhịp luôn. Quá đông vô luôn tất cả cô chú anh chị. Đó, đây là du khách nước ngoài nè. Quá đông luôn tất cả cô chú anh chị. Tính ra là hôm nay là ngày rất là đặc biệt luôn. Hàng vạn hàng người đổ về Dinh Độc Lập trong ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tất cả cô chú anh chị. Để đón đoàn đua ha. Quá đông ơi tất cả cô chú anh chị. Trời nóng quá. Đó, đây là tổng quan cảnh đoàn đua vừa mới chạy qua tất cả cô chú anh chị. Đoạn đường là trước cổng Dinh Độc Lập ha. Quá nhà đông luôn. Không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một chỗ nào trong quay tăng lên tập trung nó giảm. Con má cùng với ACB cái tiền thưởng áo cam chung cuộc. Đó thì em sẽ kết thúc cái video ha, chuẩn bị mình sẽ vào tham quan Dinh Độc Lập nha, trong ngày lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 tất cả cô chú anh chị. Và một áo cam cũng là một áo nhận diện rồi, chúng tôi trao cái giải áo cam này cho vận động viên Việt Nam có cái thành tích xuất sắc nhất. Thưa ông, thì trong suốt hành trình non sông đều một giải 25 chặng qua giờ phía bên đây là đang trao giải cuộc đua xe đạp tất cả của chú chị ha. Và riêng trong cuộc đua năm 2024 thì cô Đông Á đã có những thành công như thế nào trong chương trình?